25 quy luật tự nhiên có giá trị muôn đời. Con người luôn cố gắng sắp đặt mọi điều, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Thế giới vật chất, tinh thần luôn luôn vận động theo những quy luật tự nhiên. Chỉ có những người hiểu và sống theo định luật tự nhiên thì mới có được sự thành tựu, an lạc trọn vẹn, vượt qua những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời. Dưới đây là 25 quy luật tự nhiên có giá trị muôn đời. 1. Tình yêu có thể hàn gắn mọi vết thương. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. 2. Bạn biết nói điều hay không có nghĩa bạn là người tốt. Không thể khen một người là có trí tuệ nếu như người ấy chỉ biết nói và nói. Nhưng nếu ở người đó xuất hiện trạng thái bình an, lòng nhân ái và sự không sợ hãi, thì đấy chính là người có trí tuệ thực sự. Một con chó khôn không có nghĩa là nó chỉ biết sủa to. Cũng vậy, người tốt không có nghĩa là người chỉ biết nói những lời hay, ý đẹp. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt là sống trọn vẹn trong hiện tại. Quá khứ thôi truy tầm, tương lai ngừng ước vọng, tập trung vào hiện tại. Bí quyết của một đời sống vui khỏe là sống không nuối tiếc về quá khứ, dừng lo lắng về tương lai. Hãy thông minh mà sống hết mình cho giây phút hiện tại. 4. Sự đánh thức từ bên trong. Con đường không nằm ở trên bầu trời, mà ngay đây, trong trái tim mình. 5. Nói lên sự thật bằng tình thương. Lời nói phá tan những sai lầm và hàn gắn mọi nỗi đau khi được xuất phát từ sự thật và tình thương. Sức mạnh của lời nói ấy có thể khiến cho cả thế giới của chúng ta thay đổi. 6. Khi từ bỏ là khi có mãi mãi. Bạn sẽ chỉ mất những gì mà bạn cứ bám chặt lấy. 7. Không ai có thể đi hộ đường cho nhau. Không ai có thể cứu mình ngoài bản thân mình. Không một ai có thể làm thay. Chúng ta phải tự bước trên con đường của chính mình. 8. Hạnh phúc sẽ không bao giờ vơi đi khi chúng ta cùng nhau chia sẻ. Một ngọn nến có thể thắp sáng cho hàng ngàn ngọn nến khác mà vẫn không bị tàn nhanh hơn. Cũng vậy, hạnh phúc không thể nào bị vơi đi khi chúng ta mang ra chia sẻ. 9. Hãy tử tế và chân thành. Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, động viên người có chí hướng, bao dung với người mắc sai lầm. Bởi lẽ, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Nhân ái với tất cả, người giàu cũng như người nghèo, bởi vì họ, dù ít dù nhiều, đều đang phải chịu sự đau khổ. Hãy dạy chân lý tam bảo này cho tất cả chúng sinh, luôn gìn giữ chánh tâm, chánh ngữ và cả đời tinh tấn làm điều thiện, sẽ nuôi dưỡng tâm từ bi trong mỗi chúng ta. 10. Đừng vội tin bất kỳ điều gì chỉ bởi vì người khác khuyên bạn phải tin. Chớ vội tin một điều mà chỉ vừa mới được biết. Chớ vội tin một điều chỉ vì được nghe nói hay đồn đại bởi nhiều người. Chớ vội tin một điều chỉ vì nó được viết trong các kinh sách. Chớ vội tin một điều chỉ vì nó được đảm bảo bởi danh tiếng của các bậc tiền bối. Chớ vội tin một điều chỉ vì nó thuộc về truyền thống, bởi vì truyền thống đã bị tam sao thất bản qua nhiều thế hệ. Mà sau khi nghe, suy ngẫm và kinh nghiệm thấy rằng điều đó là đúng, không những thế còn lợi lạc cho nhiều người, thì hãy hoàn toàn tin tưởng và sống hết mình cho lẽ ấy. 11. Gieo hành động gặt số phận. Tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay là kết quả tích tập
của vô số những suy nghĩ. Số phận được xây dựng trên nền tảng tư duy của chúng ta. Nếu một người hành xử với một tư duy đầy tội lỗi thì đau khổ sẽ theo người đó như chiếc xe lăn theo từng bước chân của con thú kéo. Cũng vậy, nếu một người hành xử với một tâm ý thiện lành thì hạnh phúc cũng sẽ cùng họ như hình với bóng. 12. Giải phóng mình khỏi nỗi sợ hãi. Bí quyết sống thọ tuyệt hảo nhất chính là không sợ hãi, không lo sợ điều gì sẽ xảy ra, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi bạn từ chối mọi sự ràng buộc, khi ấy bạn hoàn toàn tự do. 13. Chân lý luôn hiển lộ. Trên đời có 3 thứ có thể bị che mờ nhưng không bao giờ tắt, đó là mặt trăng, mặt trời và chân lý. 14. Hoặc là biết tận dụng suy nghĩ, hoặc là bị nó điều khiển. Muốn có một cuộc sống hạnh phúc, mang lại niềm vui đích thực cho gia đình, mang lại bình an cho tất thảy mọi người, thì ta phải biết dùng tâm trí một cách thiện xảo. Nếu một người biết khéo léo tận dụng tâm trí, người đó sẽ tìm thấy con đường dẫn đến giác ngộ, trí tuệ và lòng bi mẫn sẽ xuất hiện một cách tự nhiên mà không phải mong cầu. Chính tâm trí người đó, chứ không phải ai khác, sẽ dẫn dụ người đó đến với con đường tội lỗi. 15. Nghi ngờ gây chia rẽ, tin tưởng xây hòa hợp. Một trong những thứ đáng sợ nhất trên đời là sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ gây chia rẽ mối hòa hợp giữa mọi người. Nó như một liều thuốc độc, như một thanh kiếm sắt, hay như một cái gai nhức nhối làm hư hoại tình bằng hữu, phá tan những mối quan hệ đầm ấm. 16. Yêu mọi khía cạnh của bản thân. Hãy tìm xem trên khắp thế gian này có ai xứng đáng có được tình yêu tuyệt vời của bạn hơn chính bạn. 17. Biết người mới chính là khôn ngoan, hiểu mình mới là trí tuệ. Chiến thắng bản thân mình thì còn đáng quý hơn cả chiến thắng cả ngàn trận đấu. Chiến thắng ấy sẽ thuộc về bạn, sẽ không bao giờ bị các thiên thần hay các tinh linh xấu ác chiếm mất, cũng không bao giờ bị ánh sáng của thiên đàng hay bóng đêm của địa ngục làm lu mờ. 18. Tâm linh là điều tất yếu của cuộc sống. Như một ngọn nến không thể cháy mà thiếu mồi lửa, cũng vậy, con người ta không thể sống mà thiếu vắng tâm linh. 19. Hãy để sự ganh tị nhường chỗ cho lòng ngưỡng mộ. Chớ nên ganh tị với những phẩm chất tốt đẹp của người khác, mà hơn thế, nên học tập và làm theo họ. 20. Tìm sự bình an bên trong tâm bạn. Chẳng phải tìm nơi đâu xa xôi, sự bình an đã có sẵn bên trong mỗi người. 21. Từ bỏ những bám chấp. Muốn sống một cuộc đời không toan tính vụ lợi, hãy xem như mình đang ở trên đỉnh cao của sự giàu có. 22. Chọn bạn một cách thông minh. Một người bạn xấu còn đáng sợ hơn cả một con thú dữ. Thú dữ có thể làm đau thể xác, nhưng bạn xấu thì còn làm tổn thương cả tâm hồn. 23. Hạnh phúc nằm ở đâu? Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. 24. Thôi không phán xét. Trên nền trời xanh thẳm chẳng có sự phân biệt đông tây, chỉ có tâm trí nhầm lẫn của con người tạo ra sự phân biệt rồi lại tin rằng đó là thật. 25. Yêu, sống và buông xả. Sau tất cả, điều quan trọng hơn là ta đã yêu nhiều đến mức nào, sống trọn vẹn ra sao và buông xả đã đủ sâu sắc hay chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.